Kênh Mây Xe Cổ Việt Nam mến chào anh chị em mình. Ngày hôm nay em lên một con cúp, gọi là cúp ly, anh em cần thường gọi là cúp lùng. Cúp lùng, con này là đời rất là cao, đời nó 209. Đời 209, xe cũng khá là đẹp. Anh em chơi xe còn gọi là cúp lùng, chứ còn gọi tiếng Anh thì cũng hơi khó. Em cũng không biết gọi tiếng Anh là cho nó rõ như nào cho đúng. Thì em cũng gọi cho nó chung chung là cúp lùng. Cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt của nhà Honda. Cái dòng xe đời cúp lùng, con xe này cúp lùng đời 209, nó là phun xăng điện tử, gọi là siêu tiết kiệm xăng 50cc, rất là phù hợp cho các chị đi chợ, các em đi học, các em học sinh sinh viên đi học. Nó rất là tiết kiệm xăng, gọi là siêu tiết kiệm xăng. Nó là đời 209, phun xăng điện tử, cúp lùng. Cặp bánh nó là đi cặp bánh 14.60. 14.60. Nó rất là đẹp. Xe này rất là đẹp, bánh căm rồi xi, sơn xi còn nguyên zin, rất là đẹp. Anh em mà muốn mang con xe này về cho các chị, các em học sinh, sinh viên đi học thì cứ việc liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007. Em có Zalo, em sẽ gửi hình chi tiết cặn kẽ hơn nữa, gửi cho anh em mình xem thêm. Anh em xem kênh, vui lòng cho em một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Em cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ đây em cũng hẹn gặp lại anh em những clip sau, nói chuyện tâm sự với anh em những clip sau. Mời anh em xem xe thư giãn và nghe một khúc nhạc bình yên, thư giãn trong những giờ làm việc mệt mỏi. Mến chúc anh em sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Hẹn gặp lại anh em những con xe độc lạ hơn nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều.